Mến chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn vẽ một cái bông hoa màu tím rất là dễ thương trên một chiếc áo. Thì đây là cái hộp màu mình mua trên kênh mua sắm đó các bạn. Các bạn ghi là màu acrylic trên vải, giặt không phai. Thì một bộ màu này là nó 12 màu. Hôm nay mình vẽ cái bông này thì mình chỉ cần màu trắng, màu tím và màu xanh lá, và thêm một màu nữa là xanh lá đậm nữa là xong, như là xanh nhánh cây á các bạn. Trước tiên mình lấy ba cái màu này ra trước, đó là trắng, xanh lá và màu tím. Đầu tiên mình sẽ vẽ những cánh hoa trước. Thì cánh hoa các bạn vẽ màu trắng trước rồi các bạn ha, thêm màu tím than vào thì nó sẽ ra màu tím lạc, trông rất là dễ thương, tím nhạt hơn, trông rất là dễ thương luôn nha các bạn. Nếu các bạn thích đậm thì các bạn thêm tím nhiều, còn lợt thì các bạn cứ thêm trắng vào. Trước khi mình vẽ một cái áo thì các bạn phải ủi một lớp keo ở phía dưới cái áo, rồi các bạn vẽ thì cái áo các bạn nó sẽ thẳng. Mình không dùng bằng căng, vì bằng căng nó không có bằng căng lớn để căng đủ một cái bông lớn nha các bạn. Nên mình hướng dẫn toàn là mình hướng dẫn là cách bằng cách ủi một lớp keo ở dưới lớp áo mình. Thì vẽ thứ nhất là màu nó sẽ sáng hơn, nó không có thấm nhiều xuống, và bông nó sẽ nổi hơn và đẹp hơn. Thì khi vẽ xong thì các bạn sẽ ủi nó lại và lột lớp keo ra, rồi các bạn giặt bình thường trong máy giặt đều được hết. Cái màu này nó sẽ không thích cái chất liệu vải, nó có cái kêu là cái chất ni lông á, các bạn vẽ vào cái lớp vải như thế thì nó sẽ bị tụt màu hết. Còn với áo thun, áo kate hoặc lớp vải khác á, vải mà không có cái chất ni lông á, thì cái màu nó sẽ giữ rất là đẹp nha các bạn. Đây là mình vẽ một nhánh hoa đơn giản thôi, màu tím, và mình vẽ 5 cánh hoa. Các bạn tô trong các cánh nó đều rời nhau thì trông nó hay hơn nha các bạn. Đã hoàn tất một cái bông màu tím nè, mình sẽ vẽ thêm một cái bông nữa các bạn. Thì các bạn đăng ký kênh Nhà Mai Cát Tường thì các bạn sẽ học được may thêu vẽ cùng mình, và các bạn có thể kết hợp được vừa vẽ vừa kết cườm hoặc là thêu tay thì cái áo các bạn nó sẽ rất là đẹp. Hôm nay thì mình hướng dẫn là vẽ không cho các bạn xem. Một bộ màu như thế như mình vẽ thì vẽ được mười mấy hai chục áo. Và một bộ màu như thế thì giá nó là khoảng, luôn tiền ship khoảng 85.000 nha các bạn. Các bạn đặt trên kênh mua sắm, người ta sẽ ship tới nhà cho các bạn. Còn những cây cọ vẽ các bạn cũng đặt được luôn, hoặc là các bạn vào nhà sách mua cũng có luôn, đủ loại cọ vẽ hết. Mình vẽ một cái bông là 5 cánh hoa đó các bạn thấy không? Khi vẽ xong thì mình còn tô đậm lại một tí để phân biệt từng cánh hoa.
bắt đầu mình lấy màu xanh lá, mình vẽ lá. Thì một cái bông hoa như thế này mình sẽ vẽ 4 chiếc lá. Lá thì nó có nhiều loại lá lắm, hôm nay mình lại vẽ cái lá nó hơi bầu nhọn nha các bạn. Màu xanh này nhìn nó nổi bật lắm nè. Các bạn muốn vẽ nó sắc nét thì các bạn đi cọ nét thêm thì cái lá nó rất là sắc. Còn cái này mình vẽ cọ này thì cọ này cọ tô. Mình vẽ thêm đây một chiếc nữa. Đây một chiếc nữa. Thì cái màu này là các bạn khi mà mình rửa nước là nó ra hết nha. Lúc mà nó còn dính trên cọ, các bạn chỉ lấy nước thường rửa là nó ra hết và thay màu khác. Đây mình vẽ thêm một chiếc lá nữa. Nó sẽ không bám lên cái đĩa thủy tinh này. Mình rửa bằng nước thường là nó sạch trơn. Cái lá mình làm cho cái đuôi nó hơi nhọn nhọn, nhìn nó hay hơn. Xong mình lấy màu xanh đậm. Mình pha với cái màu xanh lá mình vừa vẽ nè. Mình đánh cho nó đều ra. Mình vẽ trước mấy cái nụ trước đi các bạn, quên nữa. Mình vẽ một nhánh bông đó, nhìn nó đẹp đó, thì các bạn phải vẽ thêm những cái nụ búp hoa vừa lớn vừa nhỏ vào, nhìn cái bông mình vẽ nó sẽ sinh động hơn, nó uyển chuyển hơn chứ không phải bông lớn không. Mình lấy màu trắng với màu tím mình pha và mình vẽ những cái búp hoa. Bên đây một cái nữa. Xong rồi đó các bạn. Mình tô cho nó rõ cách một tí. Rồi mình sẽ lấy cây cọ, mình vẽ nhánh. Đây mình sẽ đi đường nhánh trước. Thì cái nhánh hoa thì các bạn vẽ, nhiều khi các bạn vẽ cho nó những cái râu râu ra, những cái nét, chỉ cần những cái nét cọ đi cho cái lạ thôi. Đây. Cái này thì mình tô cái đài của cái nhị hoa, cái búp hoa nè. Đó, mình đánh lên. Thế là mình được một cái nụ hoa nhỏ. Mình vẽ thêm những cái tược á, cái tược nhỏ nhỏ nhìn
cái bông của các bạn nó rất là tự nhiên, dễ thương. Rồi đây là thêm hai cái nụ hoa nữa. Bên đây cái nữa. Thì khi tô cái màu các bạn nó sẽ bị giống như vải nó hút vào á, nó sẽ không nổi, thì các bạn sẽ tô lại một lần nữa. Nó thiếu nên mình lấy thêm. Tại vì cái màu á, lâu lâu mình gặp cái vải á, nó hút màu của mình lắm, nên mình phải tô lại một lần nữa. Mình dùng cọ mình tô cái lá mình nó sẽ sắc nét hơn. Rồi các bạn thấy những cái nhánh hoa không? Mình tô lại nữa nè. Tại vì nó hút màu rồi nó bị lợt đi, mình sẽ tô đậm lại. Cho màu nó khô đi các bạn tô lại thì nó sẽ đậm hơn và nó đẹp hơn. Đó, mất tiêu luôn đó. Và mình phải tô lại một lần nữa. Như vậy cái bông nó mới nổi lên đó các bạn. Mình dùng màu trắng mình vẽ cái nhụy hoa, cái bông nó sẽ nổi lên. Đây nữa nè các bạn, mình làm 5 cái nhụy hoa, trong cái bông nó rất là sống động và nó dễ thương. Đây nhánh hoa màu tím đã hoàn thành rồi nè các bạn, trên một chiếc áo đơn giản thôi, rất là đặc biệt không các bạn. Rồi mình xin cảm ơn các bạn đã xem và đăng ký kênh để học may thiêu vẽ cùng mình. Mình chúc các bạn an lành, hạnh phúc, vạn sự như ý.